Bến Thành Audio Video hân hạnh giới thiệu kịch bản cải lương tình cảm xã hội Đắng cay đời mẹ, tác giả Hà Minh Mẫn, Thập Tuyền, chuyển thể Hoàng Song Việt. Dưới sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay: Tài Linh, Kim Tử Long, Diệp Lan, Úc Bạch Lan, Thanh Hằng, Thanh Ngân, Hoàng Tuấn, Trương Hoàng Long, Minh Châu, Kim Phương và hai bé Bình Tinh, Linh Tý. Biên tập Anh Kiệt, đạo diễn Lê Lộc, tân nhạc Thái An, cổ nhạc Văn Hải, âm thanh Duy Hãn. Ngoài xã nữa đó, phổi tốt mà mày. Ý trời đất, có hai cô cháu mày ăn lạc thôi sao? Ô thôi kệ, ba đứa mình ăn lạc cầu chồng. Sợ cái miệng mày á, không có ai dám tới. Cái miệng tao làm sao bằng cái miệng của chị Út Dứt nhà mày. Mấy bữa nay cô Út Dứt đang bực mình, cô Yến nói xấu cổ, cổ nghe được là có chuyện đó. Ôi, chỉ có cô cháu mày mới sợ nó thôi, chứ tao không mắc gì phải sợ. Nó dữ thì tao nói dữ chứ. Cả cái xóm này nè, ai mà không biết. Tanh nó cọc cằn thô lỗ và nhăn nhó hoài. Ở cùng chung xóm, ra vào gặp gỡ chứ đừng mong nó cười. Nghèo xa nghèo sơ, không lo phụ giùm em Út. Má mày ngay tuổi đã quá cao, vẫn khom lưng mua gánh ban mừng. Nó thì ở không quần áo xe xua, chị em đâu tính chuyện hơn thua. Miễn sao nhà cửa ấm êm là tao đã vui. Ôi, nghe mày nói tao muốn ca giọng cổ quá ha. Như cô Yến vậy sướng ghê. Nhà có hai anh em, mẹ cha còn đủ, ruộng lúa phì nhiêu, muốn gì được cái nấy. Còn nhà của cô cháu con á, bà nội đông con, ba con cũng đông con. Cô Út con thì mất cha, còn tụi con thì mất mẹ, khổ sở trăm bề. Trời ơi, đang nói chuyện hứng thú, tự nhiên cô cháu mày ngậm ngùi kể lể. Ai biểu ở đó đó, dành nhau chui ra cho dữ, rồi bây giờ than. Thôi nghe mày, đừng có nói bậy mày. Cảm ơn bữa ăn lạc của mày á. Cô cháu mình đi làm nghe Cúc, ngồi đây nghe nó nói một hồi là khùng theo nó đó. Con đi nghe cô Yến. À, đi đi con. Ê Út Thôi ơi, tối nay ngoài xã có chiếu phim, chiều ăn cơm sớm tao qua rủ cô cháu mày đi nha. Thôi thôi thôi, tao không có rảnh đâu. Nếu mày có lòng á thì qua rủ chị Út Dứt của tao đi cho có bạn. Gì? Út Dứt hả? Ừ, còn lâu. Con Cúc nó đưa cùi rồi sao không nấu cơm cho mày ăn được hả mày? Dạ chị con, chị con cái chưa có về. Thì lát nữa nó về nó nấu. Chị về nấu cũng không có được nữa. Sao vậy? Không có gạo làm sao mà nấu. Trời trời trời, trời ơi, lúc nào cũng nghe nói ba mày hết tiền hết gạo. Bộ ở đây là nhà kho của cha con mày sao vậy mày?
Tại bà nội kêu con chứ bộ. Hồi chưa ăn không có no, bây giờ còn đói quá à. Kệ mày chứ. Sao đợt ơi, mày đói mày cũng khoe tao nữa. Nhìn cái bản mặt của mày tao yêu đời không nổi rồi. Sao còn tô cơm nguội ở dưới xuống ăn vọng vàng đi mày. Dạ cảm ơn cô Út. Vô đi tụi bay ơi. Trời trời ơi, trời đất ơi, kéo qua đây một bầy lợn hả? Dạ còn chị hai con, một lát nữa qua ăn sao? Ăn sao? Ăn cái đầu mày nè ăn. Trời đất ơi, trời ơi, tao tưởng mình mày tao còn xí xái cho mày tô cơm nguội, chứ cả bầy cả lũ như vậy á thì xéo xéo ra khỏi bà ngay. Đi đi ngay. Tụi con lấy cái gì mà ăn đây? Về nhà hỏi ông cha mày á. Ông bệnh đã 10 ngày nay rồi. Bệnh hoạn gì đâu mà ăn nhập tới tao. Anh em tụi mày đi ra khỏi đi mau. Đói no không cần biết, tao không dư của dư tiền. Đi. Vậy tụi con chờ bà nội về đây. Bà có về thì cũng vậy thôi à con à. Nhà bên này cũng vừa hết gạo, tại lũ mày mà đói cả một giây á. Ai cũng nói nhà này. Nói sao? Một người làm. Ờ. Một người lại ở không. Ờ. Ê, ai? Ai làm? Ai ở không? Thằng nào con nào nói mày chỉ tao coi coi. Mày chỉ tao coi coi. Nói cho cô Út biết. Để cô Út chửi người ta hả? Không dám làm gì đâu. Mấy người ở ngoài xóm trên kêu cô Út là bà chằn lửa. Trời đất quỷ thần ơi, xin ăn không được rồi bây giờ tụi bay chửi tao phải không? Tao đập tụi bay một trận cho chừa cái tật khổ nè. Nè, tao chồng đập tụi bay nè. Đứng lại đồ quỷ. Đứng lại chưa? Đứng lại. Út Dương. Con làm gì mà đánh đập tụi nó dữ vậy? Mà đánh ra đi. Cái lũ quỷ này không đánh nó thì không có biết sợ mà. Mày đứng lại chưa? Con đừng có nóng. Tụi nó có lỗi gì con nói cho má nghe, má dạy nó lại. Má dạy hả? Ừ. Má binh tụi nó thì có. Kéo cả lũ qua đây xin ăn rồi còn dám chửi tôi là cái thứ ăn không ngồi rồi, là bà chằn lửa đó. Má có giỏi. Má giỏi thì má dạy cho tụi đi. Má dạy tụi nó đi. Tôi giận quá rồi đó nghe. Con đâu có chửi. Tại con nghe người ta nói. Cô Út hỏi con, con kể lại cho cô Út nghe. Trời ơi trời ơi. Chứ con đâu có chửi cô Út đâu. Mày đừng có ở đó, mày léo léo lưỡi nghe mày. Mày còn nói từ từ nữa hả? Tao đá mày một cái là mày chết liền nghe mày. Tùng nghe mày. Con là con cháu, mấy chuyện đó không được nói đi nói lại, làm cho cô Út của con buồn. Nè, mau qua xin lỗi cô Út con khỏi, đi. Khỏi cần. Bây giờ tụi bay ra khỏi chỗ này cho khuất mắt tao. Đi liền lập tức, không thôi một cái tao xỉu. Má xỉu tụi nó qua đây để ăn cơm mà con. Tôi chưa có nấu. Thôi được, để má đi nấu. Tụi con ra ngoài chơi đi. Nội nấu cơm xong rồi cái nội kêu vô ăn nha. Đi đi con. Dạ thưa bà nội con đi. Đi tụi bay ơi. Đó, mà thấy không? Nó đi nó không thèm thua, nó không thèm ngó gì tới tôi hết. Mà thấy chưa? Trời cái thằng này, mày đứng đây. Mày giỏi mày đứng đây, tao bẻ đầu mày cho mày coi. Tôi cầm gan mày dữ lắm rồi đó nghe mày. Má bắt thăng cho tụi nó đèo hèm chi. Nó không ngồi trên đầu, trên cổ tôi sao được. Trong nhà gạo chạy ăn từng bữa. Nó qua bển nó kéo cả đàn, cả lũ qua đây má nuôi con. Hãy tôi nói thì má binh cho tụi nó cho được nước hà. Tụi nó là ai? Là cháu nội của má. Là con của anh hai con đó dứt à. Tôi biết. Nhưng mà anh đã có gia đình và đã ra riêng thì phải tự biết lo. Đẻ chi cả đống rồi báo hại báo đời. Như chị hai ước nè, anh năm giàu anh tư sang á, có ai báo má đâu. Con cái trong nhà đứa nào hoạn nạn thì má mới đỡ đần. Tôi sao má không đỡ? Vợ nó vừa chết, con thì nhóc kiên, nó lại ốm đau. Lẽ ra các con có trách nhiệm giúp đỡ anh con trong lúc khó khăn. Nhà anh bây giờ thiếu đói tiền miên, con cái cả bầy toàn báo hại báo khô. Còn anh á thì nhậu nhẹt nên mới ra cớ sự. Giúp ảnh tới bao lâu, hay là nhà này mai miệng nuôi cả đàn luôn cho tiện. Thôi mà chị, anh em ruột thịt với nhau không à. Nếu không giúp được thì thôi, chị nặng nhẹ làm gì. Ảnh nghe được ảnh buồn tội nghiệp ảnh hơn. Tội nghiệp? Mày nên tội nghiệp cái thân của mày kìa Út thôi à. Con gái 19 tuổi đầu mà ăn bận như mang chài mang lưới gì vậy. Mặt mày tay chân lem luốc như là con mồi không bằng. Làm ra được bao nhiêu tiền
thì chia tam chia tứ. Bởi vậy nên thiên hạ không nói tao ăn không người rồi sao được. Tự ái chứ mày. Nó giúp anh con bằng tiền mồ hôi nước mắt của nó mà. Con cũng kiếm chuyện sốt dứt. Dạy nó nghe chứ kiếm chuyện gì má ơi. Chẳng lẽ con muốn nó bắt chước con, làm ra tiền rồi cứ cất kỹ xài riêng, bỏ mặc anh em ở trong nhà đói khổ cơ hàn, cốt nhục tình thâm mãi nở tâm đành đoạn. Má biết, má biết gì quá đông con nên má không chu toàn bổn phận. Con thì tưởng như mình bị lãng quên nên con giận con cái thân của má già luôn mà cũng chưa hết nhọc nhằn. Hồi đó má không đủ sức cho các con học hành tới nơi tới chốn, cũng không lo được cho mỗi đứa một cái nghề vững chắc tương lai. Con hai ước theo chồng xa xứ, thằng sang thằng giàu nhờ bến vợ đỡ nâng. Còn anh ba con thì lắm cảnh cơ hàn, vợ chết con đông má nợ nào bỏ phế. Ôi trời ơi, ai sao cũng được hết trơn á. Còn tôi hả, cái vụ mà tình thương bánh thương tôi không có vụ đó rồi ạ. Vậy bây giờ tôi tự lo cho mình cái nghề hả, chỉ cần má phụ tôi thêm chút đỉnh má cũng hẹn lần hẹn lựa nữa. Được bao nhiêu tiền á thì anh ba với đám con của anh bòn rút hết còn đâu nữa. Anh ba anh đang bệnh nặng mà chị không thấy sao chứ, nhậu quá rồi sanh bệnh chứ ai hành hạ anh đâu. Con à, dù anh ba con có thế nào đi nữa thì trước kia cũng đã từng gánh nặng gia đình. Nó nuôi mẹ nuôi em mà không nghĩ tới thân mình. Mấy đứa kia theo vợ theo chồng đi biệt xứ, có về thăm thì cũng được vài lời an ủi khô khan. Còn thằng ba mơ thì cắm củi sống khuya để phụ má mà nuôi con khốn lưng. Cái nghĩa cái ân nếu không đền trả được thì cũng đừng đáng nặng nề cho buồn tuổi người. Trời ơi, hết mấy đứa cô hồn cắt đảng nó chọc tôi rồi, bây giờ á tới má. Má chửi xa chửi gần tôi nữa phải không? Phải không? Má nói cái hơn cái thiệt cho chị nghe, chứ chửi xa chửi gần chị hồi nào đâu. Cực khổ vậy chưa đủ sao mà chị còn trách hơn này nọ. Ai, ai làm má cực? Bây giờ má ở không đi, mày nuôi không nổi hả? Tao nè, tao đưa cái bản thân của tao ra tao nuôi má nè, chứ nay lưng mà ra mà gồng gánh luôn cái đàn con của ông ba mơ nữa hả, thì má có khổ cỡ nào ráng chịu. Chị Út, chị Út, má, má đừng buồn nữa má, chỉ suy nghĩ nông cạn cho nên nói vậy thôi à. Má đừng giận chị nha má. Má, má không giận nó đâu. Má đông con nên nuôi không tới nơi dạy cho tới chúng. Chúng có bất hiếu, có thất học thì lỗi cũng tại má với ba. Bây giờ tới anh mơ của con. Đông con là nhà có phúc. Lúc này má mới thấy câu nói đó của ông bà nội con thiệt là mai mịa. Chưa dám nói vợ
Anh Lộc nè, tối hôm qua đưa em về rồi, anh về nhà có khuya lắm không hả? Em ngại lắm đó. Có gì đâu, nếu biết tôi bỏ Út giữa đường á, Yến sẽ trách tôi đó. Yến nói Út sợ ma lắm. Con nhỏ nó ghẹo anh đó, làng xóm của mình mà sợ gì. À, chừng nào anh ra thị xã vậy hả? Hết hè tôi phải ra thị xã để tiếp tục học. Ba má tôi muốn hai anh em tôi phải học hành cho tới nơi tới chốn. Em gái tôi năm nay cũng thi đại học đó. Anh em của anh có diễm phúc thật đó. Vậy chứ Út thôi bất hạnh lắm sao? Không, ý em muốn nói là anh còn đủ cha mẹ và lại được cưng chiều nữa đó. Nhưng ba má tôi rất là nghiêm khắc, nhất là trong việc học tập và sinh hoạt của anh em tôi. Nhớ hồi đầu năm học á, bạn bè rủ đi chơi xa, vì hư xe nên tôi phải về trễ có một ngày. Lại lúc vào ngày nhập học đầu năm, tôi bị cuối năm và già lãnh trọn năm rồi. Cái tội mê chơi nên trễ nải học hành đó cô à. Nè, anh đang nói chơi hay là anh nói thật? Từng tuổi này mà mày vẫn còn bị roi giọt hả? Tôi nói sự thật hoàn toàn không bịa đặt một câu. Hay là Út cho là chuyện đó buồn cười lắm phải không? Không, em chỉ hơi bất ngờ. Một chàng trai khôn lớn vẫn còn bị cuối năm dài, so với thời nay thì rất hiếm đó. Út thôi à, bởi vậy cho nên tôi mới nói rằng ba tôi nghiêm khắc. Nhờ vậy mà bản thân tôi mới càng ngày càng giảm bớt thói hư. Bộ hồi đó anh có nhiều thói hư lắm hả? Nhiều lắm. Nào là làm biến học nè, nào là ăn ở bê bối nè, và nhất là hay dành ăn với em gái tôi nữa. Anh Lộc giỏi cái tài pha trò hả? Thôi anh về đi, để không thôi vì cuối năm dài nữa bây giờ đó. Em về nghe anh Lộc. Út thôi. Chuyện gì vậy anh Lộc? Chúng mình có thể là bạn với nhau được không Út thôi? Thì mình đang là bạn nè. Ý tôi không phải nói tình bạn như tôi với Yến hay là Yến với thôi, mà tôi muốn nói một thứ tình bạn khác kìa. Em không có hiểu. Nó cũng là một thứ tình bạn, nhưng lại nằm bên trong tình bạn, vì nó chỉ dành cho hai người và rất đổi riêng tư. Để rồi khi đến mùa lá hoa vào cành, hương xuân sắc trời xuân chan hòa nắng xuân hiền lành, xuân nhẹ đưa đôi lứa đến bờ bên mơ, đôi trái tim yêu viết lên những trang tình thơ. Nói chi tiếng lòng giờ đây khi mùa xuân chưa đến, đuổi trao ân tình rồi mai biết mình buồn đâu. Em như cành hồng dương xuân còn đang nghe ấp, giữ cho tâm hồn lời thương để mình tìm nhau. Lộc ơi, nhưng con đường đến cửa vườn xuân còn dậy cái đầy chông gai trắc trở. Đừng vội viết tình thơ cho đông đầy nỗi nhớ, nếu lỡ mai đây tan vỡ giấc mơ đâu. Hồng nơi
nghe, mà chỉ là loài hoa đồng cỏ nổi kem sắc. Đừng vội bâng khuâng trước màu nắng nhạt hoàng hôn, vì đất trời đâu thiếu những bình minh rực rỡ. Vườn xuân luôn có trăm ngàn hoa đua nở, chỉ sợ rồi anh hối tiếc sợ tơ tình. Tơ tình lòng đã trao rồi, dù cho muôn kiếp nhưng không hề đổi thay. Đời anh không là bướm đa tình, luôn giữ cho mình mơ ước dài lâu. Hẹn nhau ta sẽ tìm nhau, dù cho một thiên đường rộng mở lấp lánh vàng vì sao. Anh chưa một lần nếm trải thương đau, chưa nhận lấy phũ phàng trong cuộc sống. Anh như một người trong chăn êm nệm mâm, sao hiểu được người đang ước lành giữa mưa buồn. Thôi à, anh hiểu. Em chưa tin anh có thể vững vàng trong cuộc sống. Em còn nghi ngại cho lòng dạ anh sớm đổi thay phải không? Đó không hẳn là sự đổi thay, mà đó là sự chọn lựa cuối cùng. Sau khi anh đã thận trọng và cân nhắc, vậy sao chúng ta không thể chờ đến khi đã cân nhắc thận trọng và kỹ càng, để sau này tránh đi điều hối tiếc chứ? Thôi à, nhưng trong lòng anh đây đâu phải là xúc cảm ban đầu. Khi vừa bắt gặp những rung cảm thiết tha của tôi vừa mới lớn, mà em đã đi vào tim anh bằng cả một chuỗi ngày quen biết. Trong tình bạn hồn nhiên bằng nếp sống đơn sơ bình dị, bằng đôi mắt dịu hiền trong sáng không gợn chút khát khao trong cuộc sống đua đòi. Chính những thứ đó mới là chuẩn mực, là giá trị sau cùng để cho anh ước mơ vươn tới. Và trên dạng nẻo đường tình, ta với mình đâu là bước tìm nhau. Nhưng còn em và những ràng buộc chung quanh em, áp lực đang đè xuống đời em thật lớn lao. Nó như một định mệnh mà em khó lòng vượt nổi. Em chỉ sợ nếu có một người nào đó biết cảm thông và tự nguyện cùng em, sẽ chia gánh nặng, áp lực sẽ vơi đi, và nó không đủ sức tạo thành định mệnh để trói buộc đời em. Thì tại sao em không tạo ra cơ hội cho cả hai ta? Anh Lộc, anh cho em thời gian để em suy nghĩ. Được. Vì trong tình cảm, nếu đã là chân thật thì không ai có thể ép buộc ai, và cũng không ai có thể chạy trốn ai được. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, và nhớ rằng bất cứ lúc nào và ở đâu, anh cũng kiên trì trong mỗi bước tìm em. Anh Lộc. Yến, à, rảnh rang quá ra ngồi ngắm sông hả? Ai rảnh ra ngồi ngắm sông? Tôi ngồi chờ anh đó. À, chờ anh? Ừ. Ngồi xuống đây, nói nghe nè. À, như không người ngồi giữa cầu nói chuyện, đuổi có ai đi ngang cầm bỏ chạy lắm. Mất gì bỏ chạy, sợ ai bỏ chạy? Không phải,
Ý tôi nói là lỡ có ai qua cầu á, mất công chạy tránh cho người ta đi. Giờ này mấy người đi chợ họ cũng về hết rồi. Ngồi xuống đây đi, tôi nói nghe chuyện này nè. À, ngồi thì ngồi. Chuyện gì Yến nói đi. Nói nhỏ nhỏ nha, không thôi tôi mắc cỡ lắm á. Trời ơi, không lẽ tới rồi sao trời? Tới thiệt rồi. Vậy thì nói lẹ đi. Anh biết không, con Hậu ở đầu xóm đó, nó đẻ rồi. Trời đất, trời, người ta đẻ không nói tôi chi? Thì anh theo bà trạm trưởng á, vận động sinh đẻ có kế hoạch. Con Hậu nó đẻ đứa thứ hai rồi. Tôi báo cho anh biết để anh tới anh vận động nó. Trời ơi, vậy mà làm người ta hồi hộp. Nói chuyện đó mà cũng mắc cỡ rồi kề tai sát. Nói nhỏ nữa. Chứ mỗi lần tôi nói lớn á, cái anh phê bình tôi là ăn nói không có ý tứ nè. Rồi cái bữa nay cái tôi nói nhỏ anh cũng phê nữa. Sao anh khó chịu quá hả? Không phải là khó chịu. Không lẽ mình ngồi giữa cái cảnh mây nước hữu tình như vậy, không có chuyện gì thơ mộng hơn sao mà nói ra cái chuyện đó? Chuyện gì thơ mộng? Là chuyện gì? Thì thí dụ như là cái chuyện... Chuyện chuyện gì anh? Cái chuyện... Như cái gì? Thì như chuyện của Kiều Nguyệt Nga với chàng Vĩnh Thiên dũng sĩ lấy quạt để thơ trao tình gợi. Chuyện của Thí Kiều Kiếm Trọng hẹn hò nhau sống đến trăm năm bắt đầu. Hay là chuyện của anh chàng Lê Minh cùng cô anh Nguyệt kết ba sinh. Mấy từ cái liền đó đó tôi coi muốn thuộc. Nếu mà anh cần tôi sẽ kể anh nghe. Trời ơi sao mà tối giả quá trời. Ai muốn em kể tôi cái nữa. Vậy chứ anh muốn nói tôi mà nói cái chuyện gì? Thì chuyện hai người không biết sao. Chuyện hai người hả? Trời ơi, đồ quỷ à. Anh quỷ thì em yêu. Như không cái biểu người ta nói ba cái chuyện khó nói thấy mồ ha. Khó nói mà nói được mới hay. Vậy có giỏi thì anh nói đi. Nếu em nghe thì anh nói ha. Nói đi. Để anh nói. Em đừng có uống éo, coi chừng lọt xong mất công anh vớt lắm á. Nói đại đi mà, nhiều chuyện quá hả? Thì anh từ từ anh nói. Yến ơi. Dạ. Nếu như anh nhờ ba anh qua hỏi cưới má em. Vậy? Cái gì vậy? Lộn. Anh hồi hộp quá nên anh nói lộn. Nếu anh nhờ ba anh qua hỏi má em cho anh cưới em. Em làm gì vậy? Trời ơi. Nghe anh nói em rùng mình á. Mà em có đồng ý không mà lại rùng mình? Anh này, thì biểu ba anh qua hỏi má người ta đi. Nhưng mà anh muốn biết ý của em kìa. Ý của em hả? Đã từ lâu rồi em đây chờ nghe. Mình quen nhau đã tròn 2 năm nhưng anh thấy em hồn nhiên. Anh sợ rằng em không nghĩ chuyện tình. Đàn ông con trai á, hãy muốn nói gì thì cứ mở miệng ra mà nói trước. Con gái người ta phải giữ gìn sao trước. Nếu như cứ nói lung tung thì bà con làng nước chê cười. Anh đi xóm dưới làng trên để nhận đồng bao người. Có một mình em mà anh sợ này sợ nọ. Nói có một lời hả mà phải vòng quanh mấy quãng đồng lầy lội quanh co.
Vậy cho em không nghe người ta nói hay sao? Ôi ba cái chuyện tình yêu sao mà khó nói. Khó nói thì cũng phải biết lựa lời mà nói. Cứ mãi lặng im coi chừng làm khách trễ con đò. Giờ là mai phước cho anh, tới bây giờ chưa trễ. Tại người ta thương người ta đợi chứ không thôi hả? Bây giờ hả? Người ta đã xuống đò đi làm vợ người khác rồi. Vậy cuối tháng này em đưa ba anh qua gặp má em nha. Không biết à? Không biết hả? Không biết anh cũng qua nữa. Qua để cắm cái sào dài buộc dây thật chặt, không cho con đò tắt bến sang ngang. Rồi mãi mốt em nhờ Út thôi mặc áo phụ dâu, còn anh á, anh nhờ Lộc đứng ra làm rể phụ. Hai họ với bà con tới mừng thì đi qua cầu khỉ, còn anh lấy thuyền Tết quá lỏng lẫy để rước dâu. Ngày đó con sông sẽ từng bừng rộn ra để chúc mừng đôi ta nên nghĩa vợ chồng. Anh đó, chưa có gì mà anh tôi vẽ lung tung à. Lỡ ai nghe được họ cười rồi họ chọc. Yến à. Dạ. Anh nói được thì anh sẽ làm được, đâu có sợ gì thiên hạ cười chê. Nhưng mà em nói trước à nghe, chừng nào đám cưới rồi hả hay? Bây giờ hả mà anh đi khoe với bạn bè anh hả, có người nào mà biết là em xù anh luôn đó. Mấy cái chuyện này em mắc cỡ lắm. Bảo đảm với em không có ai biết đâu. Có tôi biết được không? Trời ơi, tại anh nói lớn cho anh Lộc anh nghe rồi đó, thấy chưa? Yên Yên, Yên ơi đừng có chạy cho chừng té. Chà, mới đó mà lo ra mặt ha. Tại cậu phá đám không à? Người ta đang nói chuyện ngon lành, ai biểu cậu tới cậu rình. Ê, tôi không có rình nè nha. Cái cầu nó có chút xíu à, mà hai người thoát lên á, ngồi hai đông tràn đường đi, rồi lo nói chuyện mê say. Tôi bước lên mà cậu cũng không hay, hai người nói chuyện tôi đây nghe ráo trời, chứ đâu phải tôi đi rình. Nè, đừng có nói chàng với tôi nha. Nếu cậu đi tới thấy tôi ngồi đây thì cậu phải rút lui ngay. Nếu bạn không thì làm ơn tặng cầm, tôi đi công chuyện mà rút lui sao được. Còn nếu mà đứng như trời trồng á hả, dám người ta nói là tôi khùng á. Ai nói cậu khùng? Thì hai đứa ngồi tâm tình, tôi đứng như trời trồng một bên á, không khùng chứ lại gì nữa. Thôi dẹp chuyện đó đi. Mà cậu đi đâu đây? Tính kiếm cậu hỏi thăm, sao mấy bữa nay không thấy không thấy Út Thôi ra chợ vậy? Bà Mười má của Út Thôi bị bệnh, chị trạm trưởng á, ngày nào cũng xuống khám bệnh. Út Thôi phải ở nhà coi nhà, coi chừng má, làm sao đi chợ được. Ờ, vậy theo cậu á, tôi có nên tới thăm má của Út Thôi không? Đừng có thăm, nếu cậu muốn mất vợ. Cậu này hỏi thiệt mà cứ trả lời lắc léo hoài à. Nhưng mà tới một mình tôi ngại lắm. Cậu đi với tôi nha. À thôi được rồi, tôi mới được yêu nên tôi thông cảm cho tình yêu lắm. Thôi đi xuống đây, tôi lấy xe đạp tôi đèo cậu tới đó. Ừ, vậy mình đi ha. Xin ra
thôi. À, anh Lộc, nghe Cúc nói em qua trạm xá, anh biết thế nào rồi. Em cũng về qua đây, cho nên anh cố tình đợi em đó. Em gặp thằng Thịnh chưa? À, trạm xá không có ai. Em có nhắn lại nhờ anh Thịnh mang thuốc tới nhà giùm. À, thôi em về nghe. Út thôi, bộ em không muốn gặp mặt anh sao? Không phải, vì má em đang bệnh. Và cũng vì những chuyện xảy ra trong gia đình em nữa phải không? Trong nhà không có lúc nào được bình yên. Em không biết rồi nó có còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa. Vì vậy cho nên em không muốn. Út thôi à. Anh à, tốt hơn hết là ta đừng gặp nhau nữa. Anh đừng tốn thời gian tìm kiếm. Chính bản thân em còn chán ghét những gì xảy ra ở quanh em. Thì em không muốn ai phải vì em mà giảm đi niềm vui trong cuộc sống. Phải, gia đình anh chỉ có hai anh em, rất đầy đủ, đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh tự tách biệt mình về chung phía của những khuôn mẫu hoàn hảo và xa lánh đi những điều khiếm khuyết còn tồn tại ở chung quanh em mà. Nhưng những thứ đó sẽ trì kéo và nhận chìm những khuôn mẫu hoàn hảo kia xuống chung trong cái bề bộn của những điều khiếm khuyết. Út thôi, đó chính là sự lôi kéo và thúc đẩy để nâng mọi khiếm khuyết ngày càng trở nên hoàn hảo hơn. Đó cũng chính là trách nhiệm chung của xã hội, và nhất là trong trách nhiệm của tình yêu. Út thôi ơi, cho đến lúc này anh vẫn thấy mình không chút sai lầm trong lựa chọn. Càng hiểu rõ về gia cảnh của em thì anh thấy mình càng yêu mến em hơn. Để được cùng em vượt qua bao gian khó, cân gánh nặng nề trên đôi vai nhỏ bé. Sẽ vững vàng trong cuộc sống, xin chớ ngại ngùng mà chối bỏ một tình yêu. Khi bước vào cùng em đi đến cuối đoạn đường đời. Anh đâu thể một mình quyết định chuyện đời anh. Nếu như anh không đủ sức tạo dựng nơi em một lòng tin vào tình yêu của hai tâm hồn cao đẹp, để cho em lặng lẽ quay lưng trao đời cho số kiếp viết một mùa xuân đang giữa đô tươi hồng.
nên chấp nhận đương đầu với thử thách để có thể tự mình quyết định chuyện đời anh. Đừng im lặng đi vào trong ngõ cụt tối tăm, vì sự sống luôn đòi hỏi con người phải vươn tới những buồn tối xót xa và ngắm mùi tiếc nuối sẽ là hố thấm dùi chôn khát giọng của con người. Chính vì ai cũng cố gắng cao vươn tới, cho nên gia đình anh không thể nào chấp nhận chuyện chính mình. Suy nghĩ của em sẽ không lầm đâu. Thà chấm dứt bây giờ, chứ để mai này tình yêu sâu đậm thì sẽ càng thêm khổ mà thôi. Út Hôi à, giá trị của tình yêu không thể nào dựa vào sự sang hèn ngăn cách đâu em à. Nhưng không phải bất cứ ai cũng đều hiểu như vậy đâu anh à. Út Thôi, Út Thôi ơi, anh đang lựa chọn cho tình yêu của riêng anh thì mặc cho ai hiểu thế này thế khác. Anh chỉ cần biết rằng anh yêu em, anh yêu em tha thiết, và em cũng dành cho anh sự rung động sâu xa. Đó là tất cả, là điều quyết định cho ai kẻ yêu nhau xây dựng một mái gia đình ấm êm hạnh phúc. Anh tin rằng không có gì chia cách được, miễn là em đừng tự vùi chôn đi tình cảm ban đầu. Em đang lựa chọn cho mình một quyết định ít làm cho em đau khổ. Được, anh cũng buộc phải chọn cho mình một quyết định để anh không phải mất em. Út Thôi, bây giờ thì anh về, vài hôm nữa anh sẽ đưa ba anh qua xin phép má em cho anh được cưới em làm vợ. Anh Lộc, để chứng minh cho em thấy rằng không ai có thể buộc anh phải đầu hàng với số phận. Em hãy chờ anh, em hãy chờ anh nha. Má suy nghĩ cái gì vậy? Suy nghĩ cả một đời vì con vì cháu rồi, còn lại bao nhiêu ngày thì ráng mà bỏ ngoài tai mấy chuyện buồn phiền hờn giận đó đi. Con dứt nó còn dại, mai kia mốt nọ rồi nó cũng hiểu thôi. Má, má ăn cái gì không? Để con hâm cháo cho má ăn nha. Trước khi đi lấy thuốc, con Út Thôi có cho má ăn rồi. Vậy thì má nhắm mắt ngủ một giấc đi cho khỏe. Suy nghĩ làm cái gì? Má nghĩ đến cái tên của tụi con, những cái tên chứa đựng biết bao nhiêu khát vọng ước mơ sang giàu, và những cái tên đó cũng nói lên rất rõ điều tuyệt vọng trong gia cảnh hôm nay. Rồi Út Dứt, Út Thôi, hai cái tên đó đã đánh dấu những ngày mà ba với má bắt đầu lo sợ. Nếu như cái gia đình này chỉ có ước và mơ thì có lẽ cho đến hôm nay đâu phải muốn phiền khổ hận đắng cay, để cho đời má chịu nhọc nhằn từ mấy chục năm nay mà tay vẫn trắng tay. Với các con má không tròn bổn phận, không có thời gian dạy dỗ ân cần, đứa thất học đứa cơ bần, rồi nghĩa tình viết nhục bị lỡ phai mới xảy ra chuyện hôm nay. Vợ của con thì thật tội vô cùng vì không dám cài lời chồng, cho nên cuộc đời luôn khổ cực đến chết mà vẫn không yên. Má ơi, có lẽ vợ của con nó mang cả niềm oán hận khôn nguôi về nơi chinh xuôi.
Con dại con ngu nên gây điều tội lỗi, giờ phải ăn năn sám hối đền muôn đời. Giờ con tức tưởi ra đi mà không trắng trối đôi lời, chỉ có đôi mắt tuổi hờn không nhắm được, đôi mắt ấy đã đi vào từng giấc ngủ của con. Khi ai mình dạy, khi biết mình ngu, thì tất cả đã không còn thay đổi được. Tiếng thằng út giữa kia trở mình gọi mẹ, là bao nỗi đắng cay cứ dằn xé tâm hồn. Má là người đi trước, má có lỗi là đã không mạnh dạn cản ngăn con, để bây giờ cả hai mẹ con mình đều quằn quại nặng gánh, mà đã sắp gần đất xa trời, bổn phận cũng chưa xong. Không, má đã lo lắng cho chúng con bằng cả cuộc đời của má, tóc bạc da mồi chưa có được ngày vui. Vì má chỉ có một trái tim, có giấc máu cạn khô để chia điều cho các con thì vẫn thiêu. Nếu như các em con chịu nhìn chịu hiểu, thì có lẽ phần nào an ủi má vừa khó khăn. Thân gầy má hót da nhăn, gian chân ngài vắng băng phẳng suốt đêm dài. Ồ, con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo thay chồng vất vả nuôi con. Con ơi đời mẹ héo hon, đắng cay mẹ chịu, chỉ mong con bên người. Những gì có thể làm má đã làm hết rồi. Lẽ ra tuổi của má bây giờ là tuổi ngồi không hưởng phước, nhưng đã không được vậy thì lỗi là do chúng con chứ đâu phải do má đâu mà má buồn. Thôi bỏ qua hết đi má. Ủa, thằng Tùng nó nói là chú Năm về thăm má sao nãy giờ con không thấy? Ôi, nó bị té xuống ruộng dơ hết quần áo, nó đang tắm rửa thay đồ ở sao á. Chú Năm về thăm hay là có chuyện gì không má? Gần cả chục năm rồi không có về. Vừa bước chân vô nhà là chửi rủa thiên hạ ít nổi vậy. Má có nghe nó nói gì khác đâu. Trời ơi, má xài cái nước gì mà phèn quá trời quá đất. Chắc bộ đồ ra vàng khè, chắc liền chứ bẩn gì được. Tắm mới có một lần mà da mốc thích mốc còi. Con không hiểu sao chỗ vậy má sống được. Ủa, anh ba, trời ơi, lù quá mới gặp ha, phải không cha? À, sống chỗ này khỏe sao nổi chú. Sao lâu quá chú Thím không về thăm má? Ôi, công chuyện làm ăn bù đầu bù cổ anh ơi. Ông già vợ tôi ổng mở thêm mấy cơ sở làm ăn. Hai đứa em vợ tôi thì đi nước ngoài hết. Cho nên công chuyện ở đây đều có một tay tôi quản lý mà thôi. Ông già vợ của tôi ngoài 70 tuổi rồi, sớm muốn gì thì vợ chồng tôi hưởng, nên phải hết lòng hết sức mà lo. Được vậy má cũng rất mừng cho con. Nhưng ở xứ này lễ nghĩa là hơn. Gần chục năm rồi con không về dỗ ba, làng xóm bà con họ dị nghị chế cười, cứ nghe chuyện này hoài má cũng thấy khổ tâm. Ôi đèn nhà ai lấy sáng má ơi, thời đầu má nghe thiên hạ lắm lời, họ đâu có bỏ tiền ra nuôi nấng mình đâu. Bà chết lâu rồi, hơi đâu mà câu nệ buộc con cháu phải về. Con còn cuộc sống và công chuyện làm ăn để nuôi vợ nuôi con. Đâu phải có vợ con rồi nghĩa tình phải là không có mẹ có cha từ đâu chú sinh ra. Lâu lâu chú về tôi không muốn đôi co, chú đừng dùng những lời ngụy biện khó nghe. Tôi nói bằng sự thật anh đừng nên kiếm chuyện. Thôi thôi cho má xin đi, tụi bay là anh em ruột mà sao như là mèo gặp chuột vậy. Chứ má nghe anh nói không, anh làm như có mình anh là còn có hiếu. Tôi thực tế lắm anh ba, lo cho những người còn đang sống cần thiết hơn là dỗ quậy cho người đã chết.
Vậy thì má đang còn sống sờ sờ đó. Chú lo cái gì chú nói cho tôi nghe coi. Anh hỏi má nè. Tôi viết thơ về nói rước má lên trển ở, sao má không chịu? Vì má không thể bỏ rơi mồ mả ông bà hương tàn khói lạnh chú Năm mà. À, vậy anh trách tôi là trách làm sao? Thôi ba mơ, con thương má thì bỏ hết đi cho má nhờ. Một con út dứt ở dưới này là má khổ lắm rồi, chưa đủ hay sao? Ủa, con út dứt nó đi đâu rồi con không thấy vậy má? Nó gây lộn với anh ba con, rồi nó bỏ lại nhà đứa bạn mấy bữa nay đó. Ủa vậy à? Nói vậy con út dứt cũng chịu không nổi anh ha? Anh ba, tôi có ở chung nhà với nó đâu mà chịu nổi với không nổi. Anh Thịnh đem thuốc tới chưa hả má? Má chưa thấy. Út thôi, có anh Năm con về chơi kìa. Út thôi, anh Năm vào nè cưng. Trời ơi, hồi con đi nó còn chút biếu à, bây giờ lớn quá, lớn quá trời quá đất à. Tại lâu quá anh Năm không có về thăm má mà. Ủa, nói vậy đây là chú, chú Năm con hả ba? Ồ, con nhỏ này hồi nãy nó là con anh đó anh ba. Dạ, con chào chú Năm. Vậy mà hồi nãy con tưởng chú là... Cút, chú Năm là người hồi nãy mà con nói đó hả? Phải không? Dạ. Vậy là chú cháu gặp nhau mà không biết chứ gì. Dạ, hồi nãy cũng may là có chú Năm đó, chứ nếu không hả thì con đã bị người ta ăn hiếp. Một ông già sang thiệt là sang, con lỡ làm văn ông một tí bụng, chính đôi giày mà ông đang mang, con xin lỗi ông nha. Rồi ông nói sao? Ông lưỡi sình lại con. Sao kỳ vậy ta? Ông chửi đồ châu bò. Trời, mai mà có chú Năm. Rồi chú Năm làm gì ổng? Thôi mà, bỏ qua cái chuyện đó đi. Nè, hồi nãy nghe cháu nói anh Năm bị xe đụng rớt xuống ruộng, phải không anh Năm? À, mấy thằng mất dạy, mắt nhắm mắt mở, làm tao về tắm hết cả lu nước mà vẫn còn hôi. Tao mà gặp lại tụi nó là tao ăn thua đũa. Bác Mười ơi, Út Thôi ơi, tôi đem thuốc tới rồi nè. Đó, cái thằng trời đánh đó, nó đụng tao đó. Hả? Mày còn vác mặt vô đây hả? Trời, chém cho mày chết, chém cho mày chết, chém. Mày chạy à? Trời ơi, cứu con bác Mười ơi. Ai đây? Em nè, Út Dứt nè. Trời ơi, đừng có la lớn, ra đây, ra đây. Mày làm cái gì như ăn trộm vậy? Có giận gì thì cũng về nhà, chứ không lẽ mày bỏ nhà đi luôn vậy? Đi luôn sao được mà đi luôn. Anh thấy chưa, ở đây có ai cần sự có mặt của em đâu. Em giận bỏ đi mấy bữa nay mà chẳng ai buồn đi tìm, đi kiếm. Anh với anh Tư có tiền, có của mà em Út cũng không thương. Còn trong lòng má chỉ có anh ba với con Út thôi, là má coi như vàng như ngọc. Nhiều khi qua tuổi thân em buồn, mà cũng chẳng ai để tâm sự đôi lời. Chuyện gì thì nói đi. Chỉ còn biết lắng câm mà đánh dần ông trời. Vật lạ mong con thì con út thôi hưởng hết, còn dư thì lũ trẻ được phần chứ đâu tới phải tự mình đi làm mướn làm thuê, sống thăm khổ hẳn hiu vô qua ngày đoạn tháng. Chỉ nhờ có mái nhà để che mưa đục nắng mà họ cùng bài điều bề chuyện đuổi em mà đi. Mày nói sao, má đời nào làm chuyện đó. Với lại nhìn mày cũng thấy đàng hoàng lắm chứ đâu đến nỗi như mày nói. Anh nhìn thấy em gì anh tưởng em sướng lắm hả?
giờ mày tính làm sao? Anh Năm ơi, còn biết tính sao bây giờ? Muốn học một cái nghề kiếm sống cũng không có tiền mà học. Anh có tính là từng tuổi này mà em chưa có người yêu không? Mới gặp em thì nó nhìn rồi cười duyên liếc mắt, nhưng khi hiểu hoàn cảnh gia đình rồi thì nó giống tuốt hết trơn. Anh Năm ơi, nếu như anh còn thương thưa em gái cô đơn thì hãy giúp cho em thoát ra cầm khổ, bằng không hãy cho em theo về trên đó để cho cuộc đời em đừng tâm tối đau buồn. Được, ba cái chuyện đó mai mốt tính đi. Dạ. Mày viết thơ kêu tao về gặp anh Tư Sang bàn chuyện quan trọng. Vậy bây giờ anh Tư Sang đâu? Còn chuyện quan trọng đó là cái chuyện gì? Ủa? Vậy chứ trong thư em không có nói cái chuyện quan trọng gì sao? Mày nói chuyện phân chia tài sản gì đó. Nhưng tao biết má có tài sản gì đâu mà chia. Tại chị Năm mày nghe nói vậy thì bắt buộc tao đi, tao đâu có rảnh. Anh sao thiệt thà quá ha. Má không có vàng thôi bạc nén, nhà cao cửa rộng, nhưng mà má có. Có cái gì? Đất. Đất? Đúng vậy. Đất bây giờ có giá lắm nghe anh. Em viết thơ nhắn anh với anh Tư về là để họp gia đình lại rồi tính toán với nhau về miếng đất bên kia, chịu không? Hoặc là bán rồi lấy tiền đó mà chia, hoặc là chia rồi mạnh ai lấy bán, để đừng ai làm mẹ làm cha mà hưởng hết của người ta. Nhưng đất hương quá là do ông bà để lại cho con cháu sau này thờ phụng tổ tiên, dĩ nhiên đòi bán thì làm sao mà bán được, vì má còn sống sờ sờ đó đó, mày thấy không? Bán đất đi rồi thì má ở nơi nào? Anh ơi, sao anh quá lo xa, vì má cũng có một phần để mà an dưỡng tuổi già. Anh sợ gì má không có người nuôi, đã là tài sản chung thì không ai được hưởng một mình. Má còn sống mà không chịu tính liền, khi má chết rồi sẽ chém giết lẫn nhau, thấy không? Út, mày nói gì ghê vậy? Ai chém giết ai? Thì anh em trong nhà chém giết nhau chứ ai. Làm gì có chuyện đó. Em hỏi anh nè, nếu má chết đi thì miếng đất sẽ chia đều cho các con, phải không? À. Nhưng nếu có người muốn nuốt trọn một mình, nuốt luôn phần của anh thì anh tính sao? Cái đó không được à. À. Cái đó là tao ăn thua đủ đó. Chứ sao, anh còn đông đổng đừng nói chi em. Vậy tức là sẽ có chém giết nhau rồi, sao anh không tin? Nhưng mà ai dám cả gan làm như vậy? Anh thấy ai có ý muốn xây dựng cơ đồ ở đây thì anh biết rồi. Út. Hả? Mày muốn nói anh ba? Phải. Mà còn được sự ủng hộ của má với con Út thôi nữa kìa. Bây giờ má còn sống nha, đem ra chia cho công bằng là tốt nhất. Không ai xâm phạm của ai, phần ai người đó hưởng. Mày nói đúng. Ừ. Vậy chừng nào bắt đầu? Anh về rồi anh Tư đâu? Em gửi thơ cho anh với ảnh một lượt mà. Chắc ổng kẹt gì đó. Để tao ra thị xã đánh điện tính kêu ổng về gấp. Tao vô thay đồ đi liền. Được, lẹ lẹ nghe anh Năm. Ừ. Rồi. Xong chuyện. Dạ, ý của ông anh cũng giống như ý của tôi vậy. Chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng cả một đời. Tôi không có ép uổng một cháu nào ở trong nhà hết á. Coi như là tôi và anh cũng đồng ý cho hai trẻ nó tìm hiểu nhau. Còn thời gian sau này sẽ ra sao thì tùy nơi chúng nó. Dạ thưa chị, như từ đầu tôi đã thưa cùng với chị, cuộc gặp gỡ hôm nay cứ coi như là lần thăm viếng làm quen, vì cả hai cháu nó mới bước vào ngưỡng cửa yêu đương. Tính chuyện gia đình cần phải có thời gian.
giao thâu đây vừa qua lứa tuổi thành niên, còn thằng Lộc con tôi phải bận lo việc học. Đàn ông thì phải có sự nghiệp trong tay, nhất là giữa cái thời buổi hôm nay. Tri thức rất cần cho bất cứ ai, và cũng để dung bồi cho hạnh phúc ngày mai. Còn chuyện chúng yêu nhau thì tôi hoàn toàn chấp thuận. Dạ thưa anh, mẹ con tôi quá bộ cơ hàn, con gái tôi vì gia đình nên việc học dở dang. Nghĩa cử của anh làm cho tôi vô cùng xúc động, anh chẳng để hai và phân biệt hèn sang. Chỉ đừng nghĩ đến hai chữ sang hèn, gia đình tôi ít con nên làm hai mà xài một, còn bên chị đông con nên làm một mà xài mười. Cuộc sống nông thôn từ xưa đã quen rồi, cái chính là bây giờ bọn trẻ biết đổi thay. Dạ đúng rồi đó bác, cháu ở Sài Gòn có ba đứa con thôi mà ngán lên ngán xuống. Anh ba của cháu kế bên nè, đẻ chỉ 7-8 đứa rồi bây giờ nheo nhóc thất học, thiệt là tội cho chúng quá. Chết không được mà sống cũng không yên đó bác. Người lớn tạo ra nó thì có khổ cỡ nào cũng ráng chịu, tội là tội cho lũ nhỏ kìa. Cỡ con Cúc con anh ba cháu ha, vừa nghèo vừa dốt, vừa không có nghề nghiệp trong tay nữa. Nói thiệt với bác nha, nó ở giá tới già chứ đừng mong có con quỷ nào mà cưới nó. Bác nhìn kỹ con nè, cỡ con mà chưa có ma nào liếc tới nó chứ đừng nè, nói tới nó. Hai con đừng vô phép ngắt lời của ông bác chứ. Dạ không sao, coi như là người nhà hết mà chị. Ôi dạ? Trời ơi má ơi, trời ơi người khỏi trên má ơi, là má ơi, má chết chi mà chết tức chết tuổi chết ông nhìn mặt con cháu má ơi. Chị Tư. Trời ơi, tại sao các người chôn ma gấp quá vậy? Sao không để tôi về tôi thọ tang cho mẹ chồng của tôi? Má ơi là má ơi, ở đây chắc là tụi nó bỏ mà chết đói chết khát lắm phải không má? Chị Tư, chị nói gì lung tung vậy? Chị Tư, trời đất ơi, má tôi chết tôi về tôi thương khóc mà cô nói tôi nói lung tung à? Ôi má ơi, má nghe kìa, em chồng con nó hỏi con như vậy đó, má có nghe giùm con không má? Má ơi đau lòng con lắm má ơi, là má ơi. Tư, con Tư. Tư. Ừ. Ai nói với con là má chết chứ? Trời ơi má ơi, má chết chi mất đắc kỳ tòa. Trời ơi trời ơi, sao vậy nè trời ơi? Mới đây hiện hồn vậy hả? Má còn sống chứ chết hồi nào mà chị nói hiện hồn? Hả? Cái gì? Má còn sống? Chị Tư. Chị đi đường mệt rồi, hay là ra nhà sau tắm rửa rồi à? Thì ra là chú. Chú muốn chơi khăm tôi hả chú Tư? Tại sao chú đánh điện báo cho vợ chồng tôi, nói rằng má đây vừa uổng mạng, báo tôi vừa nhanh cho kịp, sau giờ này má còn sống nhanh răng. Có phải chú vì ganh ghét chuyện làm ăn nên dở cái thói côn đồ lưu manh, phá cho vợ chồng tôi cho bỏ ghét hay sao? Chị Tư, chị đừng có nói ẩu nha. Tại mấy lần con Út nó biết thương mà vợ chồng chị thì vẫn trơ trơ, nên buộc lòng tôi đây phải điện báo tang. Đúng là cái thứ tù cha hại mẹ, đâu phải lúc nào chúng tôi cũng rảnh ra, muốn đi là bỏ đi ngang. Chú chơi trò hèn hạ áp vàng. Ê, chị đừng có chửi nặng nghe. Sao? Ở đây nhường nhịn chị cho má vui á. Rồi sao? Chị muốn chửi lộn không? Sao? Chửi cho chị coi. Ai không biết cái miệng của chú là cái miệng hàng tôm hàng cá, ai không biết mà nói. Trời thôi mà, nhà đã có đất mà. Giỏi có muốn nói thì nói con nhỏ này nè. Sao? Nó cũng biết thư kêu tôi xuống đây chia đất đai tài sản gì đó. Anh dạ thưa bà chị, tôi tới đã lâu, xin phép chị và các cháu tôi về, vì còn vài chuyện tôi phải làm nữa. Dạ xin phép chị, bác về nghe các cháu. Bye ba con. Con cũng về với ba, để gia đình cháu thôi giải quyết việc riêng. Về con. Ba. Ủa, cái ông này là ai ạ? Ông già chồng tương lai của Út thôi đó. Vậy hả? Vậy là con Út sướng rồi, sắp có chồng giàu rồi. Không có ai ngăn cưới tôi đâu. Họ sợ rồi, họ sợ cái gia đình đảo lộn tôn ti tự tử này lắm rồi. Cho mấy người vui lòng ở nhà mà. Má ơi, chuyện gì mà nghe bên này ồn ào quá vậy má? Đây rồi,
sẵn có anh ba đây, coi như đủ mặt. Anh Tư thì có chị Tư thay thế. Bây giờ má chủ trì cuộc họp gia đình để tính toán là lẽ đi. Tính toán cái gì? Các người đem chuyện gì về nữa đây? Út Dứt, tại sao con bày ra anh chỉ cái chuyện bán đất đai này vậy? Má có tính tới chuyện đó đâu Út Dứt. Cái gì? Bán đất hả? Tại sao lại bán đất? Đâu phải tôi bày ra để có lợi cho riêng tôi đâu. Ai cũng có phần mà. Con Dứt nói đúng đó mà. Đất này của ba má tạo nên, mục đích cũng để sau này chia lại cho các con thôi. Bây giờ đang lúc ai cũng gặp khó khăn hết. Má bán đi, bán đi, rồi chia cho tụi con làm vốn sinh sống chứ. Nhưng bán rồi má sẽ ở đâu? Sao anh lo bao đồng quá vậy anh ba? Vợ chồng tôi tính kỹ rồi, khi chia ra thì má cũng được một phần. Phần của má thì cứ giao cho vợ chồng tôi. Chúng tôi sẽ lo nuôi má cho đến lúc tuổi già. Các con tôi sẽ lãnh phần thờ cúng ông bà, không để hương hồn má lang thang đói lạnh. Còn phần của ai thì người nấy lo. Đó là anh em ta đã làm xong trách nhiệm để má ôm miếng đất này rồi cam đói lạnh. Ốm đau không có tiền lo thang thuốc hay sao? Tôi đã nhiều lần gian truân hoạn nạn, được má tận tình giang tay đùm bọc, nên tôi biết bây giờ tôi khó ăn khó nói. Nhưng bán miếng đất này tôi đau biết bao nhiêu. Chính má cũng nghe đau vui tâm hồn, trên mảnh đất này bao thế hệ lớn khôn. Nếu các con có thương má thật lòng thì đừng buộc má phải xa rời nơi cắt rung. Sanh ra nhiều con mà không lo cho đứa nào tới nơi tới chốn, má khổ tâm lắm. Nhưng má xin các con đừng trách má, vì có cha mẹ nào lại muốn cho các con mình sống trong đói lạnh. Không muốn thì chia đi. Má đã sống vì các con cho đến khi sức mỏi hơi tàn, cơ cực bao nhiêu má cũng không hề than thở. Chỉ mong sao cho gia đình này trong ấm ngoài yên, ông bà của các con mình nằm xuống nơi đây, rồi đến ba các con cũng chọn đất này gửi xa. Đừng giết chết đi hoài bão cuối đời của ta, là cũng được ngủ yên mảnh đất ông bà. Thôi thôi thôi, vậy tôi hiểu rồi. Má muốn bo bo giữ của là để dành cho con trai yêu quý của má đó. Kìa, đứng kìa. Để sau này khi má chết, người đó sẽ mang đai rơm đội mũ bạc quỳ bên linh cữu của má chứ gì. Trời ơi, bây giờ tôi mới hiểu ra vì sao mà anh cứ đeo sát bên má gì đó. Sát tượng có hiếu lên. Ai dè, tại bên hông của má có cục vàng mà. Rồi má nói thêm mà nha. Phải. Gì vậy? Đối với tôi mảnh đất này vô cùng quý giá. Nạc kỹ đâu mày. Nhưng tôi không nhìn ở giá trị của bạc vàng, mà tôi quý nó ở giá trị tâm hồn ràng buộc vốn thiêng liêng. Con người lớn khôn ai không có cuộc đời riêng, ai không dung bón cho thế hệ mai này nổi tiếng. Nhưng con cái của hai em chưa một lần gặp qua bà nội. Các em dạy chúng những gì nơi nguồn cội tổ tiên. Ai có con nghe đi nha. Còn tôi, nếu như tâm địa của tôi xấu xa như các em suy nghĩ, thì cha con tôi không gặp cảnh khó khăn. Tôi ở lại đây vì mẹ và em dài trong những tháng năm đau đau lần đần cơ hà. Đó, các người nghe chưa? Bây giờ tới phiên anh kể cần đó. Anh nói trước giờ anh ở đây nuôi má với mày đó Út chứ cả. Tôi không có à, tự tôi lo không à nha. Trời đất ơi, không nghe hả? Anh chửi luôn chú với chồng tôi là những đứa con bất hiếu đó. Bán đất chia đều đi, để coi ai có hiếu biết liền ha. Ê, chia đều sao được? Má có một cái nhà, ảnh cũng có một cái nhà,
phải trừ ra chứ chia đều sao được chú Năm. Mà máu mủ thì máu mủ, mà hễ đụng tới quyền lợi và tiền bạc là phải công bằng mới được, phải không má? Thời buổi bây giờ tất đất là tất vàng mà má. Kệ đi chị Tư, cứ cho ảnh cái chòi đó đi, coi như trả công cho ảnh thay mình nuôi má mười mấy năm nay cũng được. Trời, chị sao kỳ quá. Vậy kệ, dâu lặt tính toán trả đeo chuyện đó để tôi. Sao út dứt nè, công nuôi dưỡng hả? Anh đừng tưởng tôi không biết bụng dạ của anh nha. Anh không bán miếng đất là vì anh muốn ăn trọn, để sau khi má chết anh cũng sẽ bán nó đi. Chứ không bán thì lấy gì, lấy gì nuôi cái lũ con của anh? Chẳng lẽ cha con anh dắt nhau đi ăn mài hả? Ê ê ê, cái vụ này không được nghe. Sao? Chơi kèo trên á, kiểu này vợ chồng tôi ăn thua đủ à. Anh ba, tôi cũng không nhìn anh đâu. Anh đừng có thủ đoạn á. Chứ sao? Em im đi. Dù có ăn mày, tôi cũng không tính toán gian manh như các em suy nghĩ đâu. Tôi không cần bản thân, tôi không cần chia của, tôi cũng không cần căn chòi mà các em định đền ở tôi nuôi dưỡng má lâu nay. Các em cứ tự do bán mua chia chác với nhau đi, cứ tự do chia sẻ báo tình ông bà cha mẹ, để thỏa mãn quyền lợi của các em đi. Tôi sẽ bỏ đi chỗ khác, tôi không cần, tôi không cần gì hết. Đó 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 đó, ai tình thương mến thương thì kêu lại, chứ còn tôi không có vụ đó nha. Nói vậy chứ chia sẵn để đó đi, anh về anh lượm trước cho anh coi. Được rồi, chiều nay tôi kiếm người mua đất. Ai đi cứ đi, đi thì bất phần. Tôi nói cho chị Tư nghe, chuyện người mua đất tôi lo rồi. Tôi có nhắn bạn tôi chỗ quen biết, nó không ép giá chị khỏi lo. Chú đừng có tưởng tôi khờ mà chú định qua mặt, tính thông đồng với người ngoài để ăn xé ăn bớt phải không? Ê, chị đừng có nói ẩu nghe. Chị ẩu? Tôi không phải cái thứ mua gian bán lận như vợ chồng chị đâu. Nè 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 nè, tôi có mua gian bán lận thì với người ngoài nghe, chứ không có ăn xé ăn bớt cho anh em như vợ chồng của chú đâu à. Thôi nha. Thôi mệt quá. Làm gì mà hai người đứng cãi nữa vậy? Bây giờ tôi đứng giữa để tôi đi kêu người mua đất cho. Không được, muốn kêu thì cả ba đứa cùng đi. Đúng rồi, trắng đen minh bạch rõ ràng, không ai ăn gian của ai hết. Còn má nữa, sao cứ ngồi khóc hoài vậy má? Trời ơi, má làm ơn má lên tiếng giùm cái đi, để thiên hạ không biết nói má còn sống sờ sờ đây mà anh em tụi con lộng quyền cấu xé lẫn nhau. Nói đi má, nói đi. Má nói đi. Vì nãy giờ má cứ tưởng là mình đã chết, má tưởng mình chỉ là hồn ma bông quê về đây, mà nhìn các con của má cấu xé lẫn nhau. Chừng nhìn lên đó thì má mới hay là mình đang sống, vì chỗ của má vẫn còn bỏ trống cạnh khung hình của ba con. Ông ơi, chắc tôi với ông không còn có một dịp nằm cạnh bên nhau, vì chỗ an nghỉ cuối đời của chúng ta sẽ không còn nữa. Đụng tới chuyện thiêng liêng thờ phượng rồi, mình chịu thua đi chú Năm ơi, không khéo bị thiên hạ rủa nguyền rồi cất đầu lên không nổi à. Tôi về để cho ai muốn ăn tươi nuốt sống cái miếng đất đó thì ăn đi. Sao? Tôi cũng không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa hết. Từ bây giờ má tự lo thân nha, tôi về. À, còn bộ đồ dính phèn phơi đằng sau của tôi á, má nói với anh á, tôi biếu luôn cho anh đó. Đừng nói tôi có tiền mà không biết điều với anh nha, thiệt là uổng công. Má, má, con à, con nói thiệt với má rồi, con nói rất lang thang ở đầu đường xó chợ.
Kìa Út Thôi, có tin tức gì của má chưa em? Dạ chưa, em hỏi thăm khắp nơi nhưng không ai thấy hết á. Không xong rồi. Con Cúc chỉ cho mấy em con phụ dọn đồ. Ba với cô Út con phải đi tìm bà nội. Đi Út. Anh em mình cứ tìm gặp thì má cũng không về đâu anh ba. Tại sao vậy Út Thôi? Vì má sẽ không thể nào chịu nổi khi có một đứa con mà phải ngậm ngùi từ biệt mảnh đất ông cha, để lệ thân ở đậu trên mảnh đất của người không quyết nhục thâm tình. Má thấy như mình bất lực, không thể ra tay dàn xếp chuyện gia đình. Nếu như anh có gì chút tuổi hơn thân phận, không muốn các em mình tỏ ý miệt khinh, thì anh nên hiểu cho tấm lòng của một người mẹ khổ đau đã suốt một đời cháu sao mà giữ trọn đạo lý. Các con của má quay lưng ngoảnh mặt thì má làm sao nhìn cô bác xóm làng. Anh mà không hiểu cho má thì còn ai hiểu nữa. Nhưng mà có ai hiểu cho nỗi khổ của anh không? Em biết anh tuy nghèo nhưng anh rất giàu lòng tự trọng. Nhưng nếu gì đó mà anh để má bỏ đi thì có đáng không hả? Anh khổ tâm lắm Út à. Cũng vì anh nghèo anh khổ mà các em của anh nó coi rẻ nó khinh khi. Anh bỏ đi vì không muốn xảy ra những chuyện không hay làm tủi nhục anh và làm đau lòng má. Chứ anh làm sao nỡ xa lìa mảnh đất thân yêu mà trong đó anh đã đổ ra không ít mồ hôi và nước mắt. Và đâu nỡ gieo thêm đắng cay cho đời mẹ vốn đã lao đao lận đận lắm phong trần. Nhưng chỉ như vậy mới mong mơ có thể lấy làm an ủi mà cùng với anh em mình quay trở lại. Rồi sau đó dù cho mưa dầu nắng dài, mình sống như ngày nào tuy cơ kịch mà vui. Cô Út nói phải đó ba à. Chiều nay là ba đã có tiền trợ vốn của xã rồi, mình cứ ở lại cho bà nội vui, có cơ hội làm ăn sinh sống. Mà ba bỏ đi là phụ lòng người ta đó, rồi các em con còn phải đi học nữa. Ủa, chị Mười đi đâu vậy? Dạ, chào ông. Chị Mười, có chuyện gì vậy chị? Dạ, dạ đâu có gì. Tôi đi lên xóm trên mà. Chị Mười à, chị đừng giấu tôi. Tôi biết là con cái nó làm chị buồn, cho nên chị bỏ đi phải không? Tôi xin lỗi trước. Chị cháu nó đã nói lại cho tôi nghe chuyện bên nhà. Tôi thì tôi không dám lãm bàn chuyện riêng của gia đình chị, mà tôi muốn trình bày ý định của tôi về mối tình của thằng Lộc con tôi và cháu Thôi nhà chị. Dạ, tôi hiểu. Và tôi không hề trách phiền gì trước quyết định của anh. Con gái tôi vô phước, sanh nhầm một gia đình không nề nếp thuận hòa, nó đâu thể nào làm ảnh hưởng cho đến danh dự và tương lai của cháu Lộc. Không đâu, không đâu. Chị đã hiểu sai ý định của tôi rồi. Tôi muốn gặp chị để nói lên quyết định của mình, và cũng xin phép chị cho cháu Lộc nhà tôi được tiếp tục tìm hiểu cháu Thôi nhà chị. Dạ. Vậy là anh không ngăn cấm tình yêu của bọn trẻ sao anh? Làm sao mà ngăn cấm được hả chị?
khi con trai tôi đã chọn được người bạn tâm đầu, hiền ngoan hiếu thảo, là con gái của một người mẹ đôn hậu nhân từ với đức độ bao la, coi chứng kiến được những điều đang tiếc xảy ra, tôi mới hiểu được những cay đắng xót xa trong cuộc đời của chị. Tôi chấp nhận cho hai đứa con hoàn toàn không phải do nơi lòng thương hại. Khi thiên hạ hôm nay thường lẫn lộn trắng đen phải trái, lấy vật chất xa qua đấy mà đo giá trị con người. Thì cái mộc mạc chân quê của cháu đã sáng ngời lên giá trị tuyệt vời. Những đứa con đã đánh mất đi nguồn gốc, đâu bôi bẩn được một gia đình vốn tròn vẹn thủy chung. Còn tôi với chị kẻ như thân dừa sơ xác bởi do dốc, người như lũy tre già xung xuê đầu thôn nhỏ, những cội rễ bám sâu vào trong lòng đất hòa cùng vào nhau giữ cho mặt đất yên bình. Nhưng trái tim của người mẹ giờ đây đã tan nát, có gì đau đớn khi chính khốn tôi đang câu xe con tôi. Những đứa con những tâm dài khác trái tim người sẽ có đất trời phán xét. Chị vẫn còn ba mơ, còn Út Thôi, hai đứa con ấy rất cần chị. Chúng cần có mẹ cạnh bên cho đến ngày trăm tuổi chị. Lời nhắc nhở của anh đã làm gián dẫn giữa hồn tôi hồi chung cảnh tình. Phải, tôi vẫn còn trách nhiệm với hai đứa con tôi. Chúng luôn bám giữ cội nguồn, cho nên mọi lúc mọi nơi chúng vẫn luôn cần có mẹ. Ngàn cái những đời không đơn lẻ, chúng dần bên tôi để san sẻ vui buồn. Và bên chị vẫn còn có tình làng nghĩa xóm với những tấm lòng đùm bọc đỡ nâng nhau. Thương con mẹ nuốt tôi ngâm sầu vì con. Cũng may tôi gặp chị ở chỗ này, chứ để chị đi mất rồi các cháu nó biết đâu một kim. Má! Má ơi! Má! Trời ơi! Sao má lặn lội qua tới đây? Má về với con đi má! Má ơi! Má không thương tụi con sao? Má nỡ bỏ tụi con sao má? Các con của má! Bác đã nói chuyện với má các cháu bằng tất cả chân tình. Đời của một người mẹ biết bao điều cay đắng. Các cháu đã lớn khôn, hãy cố mà ban cho đời mẹ đôi chút ngọt ngào nghe. Má, má ơi, con có lỗi gì đâu mà má lại muốn bỏ con. Từ nhỏ con đã sớm mất cha, má đừng để con phải mồ côi nghe má. Con sẽ không dọn nhà đi đâu hết, má về với con đi, con cần có má. Các cháu đang cần có nỗi thương yêu dạy dỗ mà. Rốt cuộc rồi má chỉ còn lại có hai con. Những đứa kia đã ra đi và có lẽ chúng sẽ không về với má nữa. Chúng không muốn nhìn cái thân thể hao gầy của má để mà hiểu mà thương. Và quỷ trong sự thiêng liêng trong tình nghĩa đến những tâm tình không vật chất nào có thể đổi trao. Nếu đã là con mà biết yêu quý như nhau, sao nỡ chia nhánh rẽ cành ơi bà của con. Dạ cô Út đây, chương nổi
ba con sẽ không dọn nhà đi nữa. Để bà cháu của mình mãi mãi giữ gần nhau. Nội biết bây giờ cuộc đời nội chỉ còn có ba con, cô Út và các con kề cận. Nội muốn giữ mảnh đất ông bà như giữ lấy sự ràng buộc thiêng liêng ở trong cội nguồn huyết thống. Vậy mà má, má ơi, ai muốn sao cũng mặc. Ở đây còn có anh em chúng con, còn bà con hàng xóm. Má thương chúng con, mà về nghe má. Dạ thưa bác, có lẽ ba con đã nói rõ quyết định của mình. Xin bác đừng buồn nữa. Con hứa sẽ đối xử tốt với Út Thôi và hiếu thảo với bác như là mẹ ruột vậy đó. Bác ơi, bác về đi. Bầy heo của má cháu chiều nay phá bầy đó. Cái này vô duyên quá. Tự nhiên cứ chọn chữa chuyện phá bầy heo chi vậy? Đâm xuồng bể không hả? Không biết gì hết mà cũng sửa lưng. Bữa trước bác có dặn má anh một cặp heo, chừng nào phá bầy nhớ báo cho bác biết. Chiều nay bác nhận được tiền trợ vốn rồi. Anh nói rằng bác qua bắt heo chứ bộ. Ủa vậy hả? Ai biết. Má, mình về nghe má. Má đã sanh các con thì má phải có trách nhiệm cho đến giờ phút cuối. Để những đứa con đứa cháu sau này nhìn tấm gương của má, của anh ba con mà đừng có phạm phải sai lầm nữa. Và xin hãy hiểu mà thương cho cuộc đời của các bậc làm cha làm mẹ. Má, má, bà nội. Con,